Ok, hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB, chào mừng các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình khi mình solo Tích Vua 3 cùng các bạn anh em nha. Thì hôm nay thì mình sẽ đấu với bạn Đắc Duy anh em ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi không đấu với Đắc Duy. Không biết win nên là thua đây anh em ơi. Trời ơi, run lắm. Thôi, lâu lắm rồi tôi không chơi. Mà anh em mới đang cày liên tục anh em. Tôi cũng hơi căng căng, hơi sợ sợ anh em ạ. Sợ thật sự luôn anh em ạ. Trận này tôi sẽ chơi cung và ninja anh em nha. Căng phết anh em ạ. Chùn thật ý. Lâu lắm tôi không chơi. Gặp mấy anh em chơi trong đây liên tục là tôi cũng thấy hơi chùn chùn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng chơi hay hết sức có thể. Đắc Duy đã chiếm cái trụ rồi. Đắc Duy là người chơi hệ tấn công nhanh anh em ạ. Nên là rất là khó để có thể chơi được với bạn ấy. Càng lắm. Càng lắm anh em ơi, bình tĩnh nào. Xin một cung ra. Bây giờ một cung một kiếm đã thủ ở đây anh em nha. Khi có một cung một kiếm thủ rồi tôi sẽ tấn công anh em ạ. Chứ không thể để kiểu này được. Để cho bạn chiếm là không được. Khi bạn chiếm bạn sẽ có thể kiếm được rất nhiều vàng anh em nha. Nào cung ra đi, cung ra đi nào. Cung ra đi nào mấy anh, cung ra đi nào mấy anh. Ok. Tấn công anh em nha. Có đủ tự tin tấn công không? Tôi sẽ điều khiển một thằng kiếm sĩ này. Ôi. Nửa anh em, nửa thôi, chỉ là nửa, tất cả chỉ là nửa thôi anh ạ. Không biết chơi bài gì đây mà có vẻ nguy hiểm thế. Nửa người à. Nửa người anh em ơi. Đấy. Ok, mình sẽ cho thằng cung này về anh em nhá. Thằng kiếm mình sẽ để nó ở đây. Mất một thằng kiếm đấy không sao anh em ạ. Ui, xin đi ra, chạy chơi đi ra mà. Đi ra xin thêm dân anh em nhá. 2 dân nữa đạt cho đạt kim cương. Ngon. Tôi chưa hình dung được Đắc Duy đang chơi bài gì anh em ạ. Trận này tôi chơi cung băng anh em nha. Cung băng kẹp ninja một bài khá là ồ đấy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi kìa. Điều khiển chạy lẹ con lợn này, chạy thôi. Chạy thôi. Bắn hỏng người giờ đấy. Chạy. Thủ men, bình tĩnh thôi. Chưa cần công vội làm gì, chưa cần sốt ruột. Chúng ta cứ bình tĩnh thôi, không cần nóng vội anh em ạ. Cho thanh niên này đào vàng, ui nông dân nhiều ấy. Đào kim cương men, 4 thanh niên đào kim cương luôn. Cứ bình tĩnh nhá. Ui, linh ra liên tục. Phê. Trận này tôi có quân anh em nha, nhưng mà không biết Đắc Duy như thế nào. Ui, Đắc Duy không thèm chiếm cái trụ đấy luôn á. Ghê vậy em ơi, thế là anh xin nhá. À, chưa biết bài Đắc Duy là gì anh em ạ. Anh đừng bảo chơi người khổng lồ anh em nhá. Thôi. Tấn công đi, biết đâu chơi người khổng lồ thì sao, đúng không? Chơi người khổng lồ nó mệt mỏi lắm anh em ạ, không ăn được đâu. Tấn công, không cho chơi người khổng lồ anh em ơi. Chơi người khổng lồ nó rất mệt mỏi, đúng rồi, chơi châu dân anh em ơi. What, chơi hệ châu dân thế này hỏng rồi anh em ơi. Rút quân, hỏng rồi, chơi châu dân rồi, chơi người khổng lồ anh em nhá. Bắt buộc mình phải tấn công nhanh thôi. Nguy hiểm thực sự. Chắc nào từ nãy giờ không tấn công em ạ. Chắc nó bòn tiền rồi. Biết ngay mà. Không đùa được rồi em ơi. Không đùa được rồi em ơi. Không đùa được rồi em ơi. Rút quân. Toàn. Lần cấp đảm vàng. Ôi, chơi đúng bài của mình luôn anh em ạ. Gắt vãi nổi. Mẹ, thanh niên chơi đúng bài của mình, đấu với mình luôn à. Sao gắt vậy em ơi. Được rồi. Được thôi. Hồi máu, cho tất cả hồi máu. Thanh niên chơi đúng bài của mình. Ghê đéo chịu được. Được rồi, không sao, bình tĩnh. Hên xui anh em ơi. Thế thì cho cả cung chơi người khổng lồ thật anh em ạ. Cho hồi máu nhanh mà công thôi. Mình sẽ cho mấy thằng này đi công anh em nhá. Chơi người khổng lồ nó mệt mỏi lắm ấy. Đắc Duy hồi máu rồi. Đắc Duy mang item hồi máu anh em nhá. Công. Đúng thật mẹ. Lên công anh em, có lên không? Chờ tí. Cay thật chứ nhỉ. Dùng đúng bài của mình, hạ gục mình. Nhất thiết phải thế không em ơi? Em có nhất thiết em phải chơi anh cú đau đớn vậy không? Càng ấy. Cố lên nào. Chưa thua nhá. Chưa nói lên được điều gì.
Anh em thấy trận đấu này thế nào? Anh em mà ai sẽ win đây? Tôi nghĩ tỷ lệ win của tôi là không cao, nhưng mà nếu mà người khổng lồ rất là mạnh, nó xin ba người khổng lồ đánh nhau thì hỏng người. Mà tôi vẫn đang cố gắng chơi. Hay hết sức có thể. Nó xin châu châu phù thủy lên. Mà bây giờ công có công được không? Với vấn đề công không đóng băng được nó khi nó đang ở cái địa bàn anh em ạ. Công không đóng băng được nó khi nó đang ở cái địa bàn của nó. Ui rồi ơi, người khổng lồ nó nâng cấp mắc mẹ rồi. What the hell? Phù thủy nữa. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi anh em ạ, phù thủy nửa đấy, có biến rồi, 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 có biến rồi. Có biến rồi, có biến rồi, có biến rồi. Chơi cả phù thủy thế này nữa thì ăn sao anh em? Có biến rồi, có biến rồi, có biến rồi, biến rồi. Bài của thanh niên Đắc Duy này nó quá mạnh anh em ạ, nó quá mạnh luôn. Nó không phải là mạnh nữa rồi mà là nó siêu mạnh anh em nha. Nó chơi cả phù thủy nửa nữa. Mẹ, căng thiệt. Căng thiệt chứ Duy ơi. Em đánh vậy anh đánh sao em? Em chơi vậy anh chơi sao em? Rồi cố gắng thôi, biết sao được bây giờ. Bài đấy mạnh quá anh em ạ. Full rồi, full rồi, full rồi, full rồi, mọi thứ nó full rồi anh em ạ. Mọi thứ nó full rồi anh em nha. Ui là trời, 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 gió băng, gió băng, gió băng, gió băng, gió băng, gió băng. Tấn công, tấn công. Đậu xanh chơi đi. Mẹ, tập phù thủy này. Không ăn được nó, không ăn được nó thủ phù thủy các bạn, nó chơi đúng cái bài của mình, win nó thì đỡ sao nổi bây giờ anh em. Chơi đúng cái bài của mình, win nó thì mình đỡ sao nổi bây giờ. Mang cả dân đến nó đập thế này có chết tôi không. Mẹ, thua rồi, thua rồi. Mang dân nó công này. Cay đắng chưa, cay đắng chưa anh em ơi, cay đắng chưa? Cay đắng chưa, cay đắng chưa? Resize, 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 resize. Mình không để ý, mình thế luôn. Cay rồi, cay rồi. Được, được, được. Mình không để ý anh em ạ. Mình cũng không nghĩ thằng này nó chơi người khổng lồ anh em ơi. Thôi được rồi, thua. Ok các bạn nha, thì ván này mình sẽ đấu với Việt VN anh em ạ. Rồi đấu với Việt VN nó còn căng hơn Đắc Duy nhiều anh em ơi. Nhưng mà thôi không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi anh em ơi. Việt VN cung lửa anh em ơi. Toang. Toang 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 toang. Ok anh em cố gắng nha. Đấu với Việt VN thì nó chuyên gia điều cung rồi thì mình không nói làm gì. Càng ấy. Nhưng mà thôi không sao, cố mà chơi đây. Cố mà chơi anh em ạ. Điều cũng hay thì mình cố gắng phải thủ dẻo dai thôi. Chứ không ăn được. Đấu cung với Việt mà Việt nó còn cầm cả cung nửa nữa thì mọi chuyện nó toang ở đây, nó xác định ở đây anh em ạ. Tốt nhất là xin luôn cung là đừng xin kiếm làm gì, phí tiền. Thật luôn anh em ạ. Phí tiền. Tốt nhất là xin luôn cung là đừng xin kiếm làm gì, phí tiền anh em ạ. Đấu với Việt. Ôi cứ bình tĩnh, chưa lên. Chờ anh tí em ơi, em cho anh xin một cung nha. Việt chơi cung vàng rồi, thằng Việt nó chơi cung vàng em nha. Chơi cung vàng ấy. Không đùa đâu, không đùa với nhà chùa đâu. Không đùa với thanh niên Việt VN đâu. Xin dân ra. Hai dân luôn. Rồi ok. Lại bắt đầu solo điều cung anh em ơi. Đu. What. Gì vậy. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chơi cả cung bay nó với. Chơi cả cung bay nó với em ơi. Nó chơi cung hồi máu anh em ơi. Chẳng lẽ chơi cung bay này. Bài mới à. What, sao lại có thằng zombie ở đây như vậy. Why. Why 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 why. Thôi toàn hết dân rồi. Toang hết dân đừng còn chơi bời gì nữa anh em. Toang hết dân đừng còn chơi bời gì nữa anh em ơi. Rồi, thế rồi, bài này hay này, bài này hay này, bài này hay này. Bài này hay anh em ơi, bài này hay này, bài này hay này. Tôi thích bài này này, tôi thích bài này anh em ơi. Tôi thích bài này anh em ơi, tôi thích bài này anh em ơi, tôi thích bài này anh em ơi.
bắn nó đi mẹ. Thôi thế nó không toang anh em kìa. Tôi thích bài này anh em ơi, tôi thích bài này các bạn anh em ơi. Tôi bị toang rồi, tôi bị yếu rồi, không còn dần luôn. 3 cung anh em ơi, tình hình này không ổn anh em ạ. Về công thôi, tình hình này không ổn, về công thôi anh em ơi. Bắn nó, không mang hồi máu anh em ơi. Khó đấy nhỉ, khó thực sự luôn anh em ạ, khó thiệt sự luôn anh em ạ. Chết không? Chết. Ok anh em, tấn công luôn. Khô máu luôn ạ. Ui xịt băng anh em ơi. Không ăn được anh em ạ, không thể ăn được cái. Mọi thứ đang rất khó khăn với tôi anh em ạ. Lại một bài mới, lại một chiến thuật đỉnh cao anh em ơi. Nay là ngày tôi thua sấp mặt rồi anh em ạ. Tôi có mấy ngày không chơi thôi mà cảm giác nó khó khăn với tôi thế cơ chứ. Căng thiệt, căng thiệt sự rồi anh em ạ. Có mấy ngày không chơi rồi mà cảm giác nó căng vãi anh em ơi. Lại dân lại toang rồi, lại toang rồi. Thôi rồi, thua anh em ơi, thua nha anh em nha. Thua sấp mặt luôn, không còn cửa thắng nữa rồi. Ok anh em, resize. Ôi giời ơi, toang anh em ơi. Được rồi, tôi sẽ cố gắng lấy lại danh dự anh em ạ. Không còn gì để mất nữa rồi. Thua hai thanh niên này chơi ghê quá. Đấu với Việt VN nó căng hơn cả Đắc Duy cơ. Ok các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem cái clip của mình. Các bạn đừng quên ủng hộ mình nha các bạn nha. Mình sẽ cố gắng chơi hay hơn ở những clip tiếp theo. Nói thật là mấy ngày mình không chơi, mấy bạn đánh hay quá. Công nhận. Chào các bạn nha, hãy ủng hộ mình nha.